So with starting the practice in shamatha, first you have to come with an empty mind.亲爱的朋友，最近还好吗？抱歉，最近比较忙，所以信回晚了。之前介绍你去参加的课程，效果还好吗？希望能减轻一些你生活上的焦虑。那是我一个身在远方的朋友，能给你最好的礼物。可能平常是一个比较自我要求的人，然后稍微有点完美主义了，我想工作压力有点大啦，所以是比较紧绷的，那比较像惊弓之鸟一样，可能一点小事情就比较容易有大的反应啊，对，可能急性子一点。焦虑其实是一个正常的人体反应，如果我们把它定义成一个警告的讯号，焦虑什么时候会出现？就是当人察觉到，无论是来自外在或来自内在，出现可能潜在的危机，那个危机未必要非常的明确，比方说像恐惧，我们已经有一个明确的恐惧对象，但焦虑不需要，它只要是察觉到潜在可能的危机，身体跟心理就会出现一连串的相应的反应。但什么时候焦虑会反而成为一个问题？我们在临床上最大的观察到的现状是，来求诊的朋友们主要的原因是焦虑被引发，但却没有适时的缓解，因此就产生了相对多的身体和心理的困扰。那我们一般来说，就是焦虑的话，在临床上的表现就会包括一些身体的症状，那像是说头晕啊，或者胸闷啊，心悸，那呼吸不过来，那或者是有些肠胃的不舒服，那有可能会变得非常的容易生气，那或者是坐立不安的这种情形。那这一般来说是焦虑的表现。那还有呢，他们会非常担心，就是好像会有不好的事情发生，那实际上可能就没有，就是非常的顺利，但是他们就会很担心这个情况。Based on my experience, so what I feel is that one of the biggest problems of the human mind is that always they will try to see what they don't have. They cannot see what they have. So that's why my experience and with especially for the people who they faces the stress and who faces the anxiety in their life, to teach them to overcome overcome the stress and reduce the anxiety. So that's why the meditation is not related with any religion idea. So meditation is one of the method of the mental exercise. So there are a lot of different type of the meditations, but the one effective meditation to reducing the stress and the anxiety is we call as a shamatha meditation that I introduce. 因为像我们放松的时候，常常要么去跑步，然后要么去看电影，可是其实一直在就是在追赶一些行程，就是你就算是出国，也在想说要准备出国的东西啊、行李啊，要打包什么，就有点像一个人一直跑，脑袋永远在转啊，然后看 FB 啊、看脸书啊，然后永远在看电视，就是塞了很多讯息，你就是会觉得脑袋也很吵，但是。静坐之后会觉得比较安静，然后比较沉淀一点。其实刚开始是因为我生病的关系，所以我接触了就是有关身心灵这方面的东西，对，然后里面就包含了冥想跟静坐，对，然后其实应该是说算是让我有意识的去让自己放松跟静心。21st century, what I feel is that the people have a lot of the pressures and anxieties because of they have a lot of the works, number one. Number two, they have, because not only the works, they have a lot of the work pressure. Number three, they have a lot of the, they feel
that they cannot achieve what they need, and they feel that they cannot get what they want. First of all, that these difficulties, they will not try to find some solutions from their own side. With that following that incorrect track, try to solve their solutions. Usually in there, a lot of the unnecessary thoughts comes in our mind. That the unnecessary thought creates the anxiety and the stress. So many people feel that the stress and the worry and the anxiety is some sort of helpless. We cannot do anything with these type of the destructive emotion. So that's why Samatha meditation is one technique to teach us how to block all these the unnecessary thoughts. So that is the one main Richard, the can purpose you hear me? Of the practicing Samatha.到什么职位，谁完成了什么，就算我们坚信自己所选择的道路，依旧会怀疑自己是否一事无成。其实要肯定自己并不是那么容易。Close your eye and just relax. Relax means don't think anything for the moment, okay, while you close your eye. 那同学说我们就是坐正，然后背直，那手呢就像竹签一样，这样轻松地放在这个大腿的上面。So the very interesting thing is when you look at the pen, slowly the feeling of the pen you will lost. You will lose the feeling of the pain. 很特别，就是说当你去注意那个痛的时候，慢慢的痛感觉会消失。Feeling the worry and anxiety, you will lose the appetite. You will lose the interest to do the anything. 那觉得焦虑啊，或担心事情，这时候可能就会食欲不好，或者是对做很多事情都失去了兴趣。So when you look like that, first there are the few steps, as I told, when you feel the worry or anxiety, first just close your eye and try to concentrate on the breath. Still the thought is disturbing. Just 我刚开始觉得是应该是说佛教意味会很深厚很浓厚的一个活动，可是并不是，它只是纯粹的教我们就是怎么去禅修跟静坐冥想。我觉得其实心理跟生理的就是疾病甚至是病痛是很有相关联性的。其实在我得肝癌这个病的时候，我后来慢慢的去探索，我才发现其实我有很多事情是一直累积跟压抑，一些情绪是累积跟压抑，可是我以前自己不知道。 So that's why I feel that the Samatha meditation, especially this the simple meditation technique, practicing the 2 weeks can achieve or at least some of the experience, or at least I feel that you can see some of the reduce of the stress and anxiety. We did the survey before receiving Samatha meditation instruction. Our participants filled out questionnaires that measured their degree of anxiety and the depression. After 2 weeks of the Samatha practice, the attendees again completed the questionnaires. We then analyzed and compared questionnaires score before and after Samatha practice. The statistics shows the degree of the both anxiety and the depression reduced significantly after 14 days. Usually the mind is have a very strong potential. Sometimes we could not use the potentials of the strength of the mind. The Samatha meditation, the technique to teach us how we can use the strength of the mind on the right purpose. 有种天生坚强的人并不了解那种每天早上醒来不想面对这个世界的感觉，甚至连承认自己软弱的力量都没有，那就把心放空吧。我们一定会找到一个办法来坚强自己，面对这个世界。我觉得如果在睡觉之前
有稍微做一下，隔天起来那个感觉，我觉得我只能很抽象的形容，我是觉得就是有一个平静的感觉。因为我觉得这你可以把它想说是禅修嘛，有人会说是内观嘛，或者是你今天就什么都不要讲，就说是放松练习。对，但是不管是哪一种，基本上你还是要愿意去做，然后愿意相信它可能做得到。对我来说的放松指的是即便是在那种情况之下，你仍然不需要去想很多可能没有发生或者是即将要发生的事情，你的思考不会一直还在忙碌。然后很放松的状态甚至会有点类似比如说我们今天去海岛旅游，然后看着一望无际的大海，那种很愉快的心情，或者是像浮潜一样就是飘着，然后也不用干嘛这样。平常的生活步调当中，你不会特别有个机会告诉自己说你要慢下来，或者是有个时间你要特别开辟一个时间给自己了，那个时候你会静下来，然后比较专注在自己的呼吸，那比较可以放空，那也会比较能够跟自己对话。我觉得就是说你可以自己觉察到其实已经太紧张，那你要学会放松的话，我觉得这是一个很好的方法，因为它不花钱，它你在家就可以做。然后我自己做以后，我是觉得可以利用这个方法来放松自己。因为我们有的时候会有一些固定的思考的模式，那个可能是每个人不同。那所以如果说我们发现到，因为我们是一个比较容易焦虑的。Trước hết tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn. And today again the session, we are having the session, and today's sessions maybe I will speak more regarding about how we can generate happiness.How can generate the peace? How we can generate the inner happiness? Trong buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ nói nhiều hơn về việc làm cách nào chúng ta có thể tạo ra nhiều niềm vui, nhiều cái an lạc nội tâm hơn nữa. Before starting the session, I would raise the one question. What is happiness?Và trước khi đi vào đề tài thì tôi muốn đưa ra một câu hỏi, hạnh phúc là gì? Because in the many places, people used to ask me different questions. One time, one person asked me this question, what is happiness? Very interesting thing is that I gave him the answer for this question, what is happiness? Then the person who asked me this question, he told me very one interesting thing. Khi tôi đi đến nhiều nơi thì rất nhiều người hỏi tôi nhiều câu hỏi khác nhau, và có một người hỏi tôi hạnh phúc là gì. Và khi tôi trả lời người đó thế nào là hạnh phúc, thì anh ấy nói với tôi một điều rất là thú vị.He asked me the one question. That question is, what is happiness? Then I gave him the answer. Then he told me one very interesting thing, that he is not satisfied with my answer. Then again, I tried to give him the answer a little bit more. Then again, he told me one more interesting thing, that now he is not satisfied at all with my questions. Khi anh ấy hỏi tôi thế nào là hạnh phúc, thì ban đầu tôi đưa ra cho anh ấy một câu trả lời hạnh phúc là gì, thì anh ấy nói với tôi rằng anh ta không thỏa mãn với cái lời giải đáp của tôi. Và sau đó tôi giảng giải chi tiết hơn thế nào là hạnh phúc, thì anh ấy nói với tôi một điều rất là thú vị là bây giờ anh ta hoàn toàn không thỏa mãn với câu trả lời của tôi.So this is the question, what is happiness? This is the question. It's just, so that's why I feel very interesting.
So I try to give the answer. I try to give the answer, and this is the answer, but the person who asked me the question, he says he's not satisfied at all with my answer. In my life, this happened the first time. Someone saying that he's not satisfied with my answer. Và khi tôi đưa ra câu trả lời thế nào là hạnh phúc, thì điều thú vị là người hỏi lại nói với tôi rằng anh ta hoàn toàn không thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi khi có một người nói rằng anh ấy không thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Normally, after the giving the talks, when the people ask me the question, I give the answer, then I never think this question, whatever they ask me. But this question, what is the happiness? This question, I'm thinking again and again. Because that the person asked me this question quite long back, 5 or 4 years back. Still, I'm thinking that his question again and again. Thông thường khi người khác hỏi tôi nhiều câu hỏi, thì sau khi trả lời rồi thì tôi không còn nhớ đến những câu hỏi đó nữa. Nhưng riêng với câu hỏi này, hạnh phúc là gì? Thì dù anh ta đã hỏi tôi rất lâu về trước, nhưng tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi đó rất là nhiều lần. No. When you ask that question, what is happiness? When I ask this question, what is happiness? Now it depends very much. It depends very much of the whom you are asking this question. Khi bạn hỏi cái câu hỏi hạnh phúc là gì, thì câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào cái người nào mà bạn đặt ra câu hỏi đó. Bạn hỏi ai thế nào là hạnh phúc thì câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào cái người mà bạn đặt câu hỏi. If you ask this question for the scientist, what is happiness? I'm sure then he will try to explain it with the brains and the brain chemicals and a lot of the things he will bring. Nếu bạn đặt câu hỏi này cho một nhà khoa học, thì tôi chắc rằng ông ấy sẽ trả lời câu trả lời của ông ấy sẽ liên quan đến não bộ và những cái hóa chất mà sản sinh ra trong não bộ của mình. If you ask this question to the philosopher, what is happiness? Then the philosopher will ask you back one question. When you ask the philosopher that what is the happiness, the philosopher will ask you back the one other question, and he will ask you back what is unhappiness. Nếu như bạn đặt câu hỏi này cho một triết gia, nếu bạn hỏi một triết gia thế nào là hạnh phúc, thì có lẽ vị triết gia đó sẽ hỏi ngược lại bạn một câu hỏi khác. Thế nào là đau khổ? If you ask the what is happiness to the mathematician, definitely, then he will try to explain you through the mathematical points. Và nếu như bạn đặt câu hỏi này cho một nhà toán học, thì chắc chắn cái nhà toán học đó sẽ trả lời câu hỏi này bằng công thức toán. No, what I find it as the very interesting thing is that what is happiness? What I find is a very interesting thing is that the happiness, it depends on you. What is happiness? The final answer is it depends on you. Cái đáp án cuối cùng cho câu hỏi hạnh phúc là gì, thì tôi phát hiện ra rằng đáp án cuối cùng cho câu hỏi này phụ thuộc rất nhiều vào bản thân bạn. What is happiness? It depends on you, on your state of the consciousness. Hạnh phúc là gì? Câu trả lời phụ thuộc vào bạn, phụ thuộc vào cái trạng thái của tâm bạn. But the one thing we have to know, the two different things, happiness and the pleasure. Pleasure is a more physical. Happiness is more psychological. Nhưng ở đây chúng ta cần phân biệt giữa hạnh phúc và cái sự khoái lạc. Thì cái sự khoái lạc thì nó nghiêng về cái cảm xúc của thể xác hơn. Còn hạnh phúc thì nghiêng về cái cảm xúc về mặt tinh thần. Pleasure is a momentary. It won't live too long.
the food give the food give you the only the taste on the your tongue and that gives a pleasure for the very short moment. Sự khoái lạc thì sự khoái lạc về mặt thể chất á, thì rất là nhất thời. Chẳng hạn như khi mình ăn thức ăn ngon á, thì cái khoái cảm ở nơi lưỡi của chúng ta nó kéo dài trong một thời gian rất là ngắn. So most of the pleasure is a very momentary, it won't live too long. Here the what I'm talking about happiness, which is more psychological, which lives more longer than the pleasure. Khoái lạc về mặt thể xác thì rất là nhất thời và những cái cảm giác đó sẽ không kéo dài lâu. Ở đây tôi đang nói đến hạnh phúc về mặt tinh thần, thì cái hạnh phúc này, niềm hạnh phúc này nếu có thì nó sẽ kéo dài lâu hơn là cái khoái lạc về thể xác. So happiness, as I told you, it depends on you. It was a few weeks back when I was in monastery, I heard the one very interesting student. I heard the one very interesting story of the one of my student. Now he is not in monastery. Trước đây tôi có nghe một câu chuyện rất là thú vị từ một người học trò của tôi trong tu viện. Thì bây giờ cái vị học trò ấy đã không còn ở trong tu viện nữa. He left the monastery and went to the very remote area in the one of the very remote area in the Nepal. He left the monastery. Even lots of his friends told him not to leave the monastery. Continued his study. He discontinued his study. He left the monastery. He went to the very remote area in the Nepal. Anh học trò ấy của tôi dừng việc học tập trong tu viện, rời tu viện và anh ta đi đến một vùng rất là hẻo lánh ở Nepal. In the remote area, there's no proper internet connection, no proper electricity. Just staying in one very small temple and doing the nothing is there. Ở cái vùng hẻo lánh đó thì không có mạng internet, cũng không có điện và anh ta chỉ ở như vậy ở nơi cái vùng hẻo lánh đó. Then some people ask him how he feel there. That he told the one thing that he felt so happy in that area. After the leaving the monastery, he feels so happy. Because he feel like the leaving the monastery, he feel like he is freed from the prison. Thì khi bạn bè hỏi anh ấy thì cảm giác của anh như thế nào khi mà anh sống một cái vùng hẻo lánh đó, thì anh ta trả lời rằng anh ta rất là sung sướng bởi vì anh ta cảm thấy khi mà rời khỏi tu viện thì giống như thoát khỏi một cái nhà tù. When he was in the monastery, he feel like he is in the prison. When he go out of the monastery, he feel like he is out of the prison. So he said he's so happy. So that means happiness. Depends on. Thì khi còn ở trong tu viện thì anh ta cảm thấy như là mình đang ở trong tù. Và khi đã rời bỏ tu viện thì anh ta có cảm giác mình vừa thoát khỏi một cái nhà tù và cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Thì điều đó cho thấy hạnh phúc phụ thuộc rất nhiều vào cách suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Second thing is, you all know that happiness is a very dependent. When you talk about the happiness, it's a question of the relativity. Một điều thứ hai mà các bạn cần hiểu đó là niềm hạnh phúc của chúng ta nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Và khi nói đến hạnh phúc thì chúng ta đang nói đến một cái điều rất là mang tính tương đối mà thôi. So, normally when the people think happiness, always they think that when we have the something, then we can be the happy. I always used to say that is a very wrong calculation. People will think, when I have the car, I can be the happy. When I have the house, I can be the happy. So that is the one of the wrong calculation. Always goes in the people's mind. I always used to say the one thing that you can be the happy without car. You can become the happy without house. Khi nói đến hạnh phúc thì rất là nhiều người
thường có những cái toan tính sai lầm, bởi vì họ nghĩ rằng nếu mình đạt được một cái gì đó thì mình sẽ được hạnh phúc. Ví dụ như nếu tôi có nhà thì tôi sẽ hạnh phúc, nếu tôi có xe hơi thì tôi sẽ hạnh phúc. Và tôi vẫn thường hay nói rằng đó là những toan tính rất là sai lầm. Và tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng bạn vẫn có thể hạnh phúc mà không cần đến một ngôi nhà mới hay là một chiếc xe mới, bạn vẫn có thể hạnh phúc. One person went to the shop to buy a suit. Có một người đến cửa hàng để mua một cái bộ đồ vest. When he went to buy the suit, he was wearing the suit. When he was wearing the suit was a little bit tight. Khi mà anh ta đã mua xong á, thì khi mà anh ta đang mặc cái bộ đồ anh ta mới mua. Then when he was trying the suit, he told the shopkeeper that the suit fit is the terrible. My shoulder is pinched. Thì khi mà anh ta mặc á, thì thấy cái bộ áo đó khá là chật. Then the shopkeeper told him one thing. He told him that the put on the pants, the pants are so tight. Pants are so tight, so you will forget about your shoulder. Thì khi mà anh ta cảm thấy cái áo rất là chật ở phần vai á, thì người chủ cửa hàng á, thì hãy kêu anh ta là mặc cái quần vào đi. Thì khi mà anh mặc quần vào á, thì cái quần anh sẽ có lẽ sẽ hơi chật đó, thì lúc đó anh sẽ quên đi cái phần vai áo nó bị chật. Thì lúc mà mặc cái quần bị chật thì anh sẽ quên đi cái sự chật chội ở nơi cái vai của anh. Shopkeeper was very right. When he wear that tight pant, I'm sure that he will feel the coat is fitting is very right. Coat is fits him very well, but only thing he will see the problem of the pant. Now, if he wear another shoe which squeezes feet, then he will forget about the problem in the pant. So this is the happiness what we call. It's just a question of the relativity. Cái người bán cửa hàng đó rất là có lý. Bởi vì khi anh ta mặc một cái quần chật vào á, thì anh ta sẽ quên đi cái sự không thoải mái ở nơi cái áo của anh ta. Và giả sử bây giờ anh ta mang một cái đôi giày mà rất là bó cái chân á, thì anh ta sẽ không còn nhớ đến cái quần rất là chật nữa. Anh ta sẽ không còn nhớ đến cảm giác khó chịu do cái quần chật gây ra. Và điều đó cho thấy là cái niềm hạnh phúc của mình á, rất là tương đối, chỉ mang tính tương đối mà thôi. So this is the way how the Buddhism starts, what I feel. Because the Buddha, once he was a prince, he had everything. He had the luxurious palace. He had the hundred of the servants. He has the oldest mats. Even he have a verb. Blessed environment, but still he could not find happiness. Và tôi nghĩ đây chính là nơi đạo Phật bắt đầu. Bởi vì nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, khi Đức Phật còn là một vị hoàng tử trong cung điện, thì ngài có tất cả mọi thứ, ngài có cung điện rất là nguy nga tráng lệ, ngài có hàng ngàn người kẻ hầu người hạ, nhưng mà ngài vẫn không cảm nhận được hạnh phúc. Because the one thing is the secret is that at that time when he was a prince Buddha, he was trying to find the happiness in the wine. He was trying to find the happiness in the luxurious things. He trying to find the happiness in the external, so that he could not find them. Later he find it out that happiness is already there inside him. Only thing is that he is not knowing that way he have to find that. That was he was missing when he was a prince. When you left the palace, then he know the reality, how you can find the happiness.
Bởi vì khi mà còn ở trong hoàng cung và khi mà còn là một vị thái tử trong hoàng cung á, thì lúc đó vị thái tử là và sau mà sau này là Đức Phật á, thì luôn tìm cái hạnh phúc ở những cái đối tượng bên ngoài như là rượu hoặc là những cái thứ xa xỉ khác về phía bên ngoài, và vị thái tử đó không biết rằng hạnh phúc thì nó đến từ ngay bên trong con người của ngài. Và chỉ sau khi mà ngài rời bỏ hoàng cung và để đi tu á, thì ngài mới phát hiện ra rằng hạnh phúc á, nó xuất phát từ bên trong chứ không đến từ bên ngoài. So that's why sometimes we are not knowing that way to find it, way to find happiness. Đôi khi thì chúng ta không biết cách đi tìm hạnh phúc. So there is a very old story. There is one old lady. She was just in the one of the quite late night. She was just searching something outside of the whole house on the street. She was searching something. Then the people asked her that, "What you are searching?" She said that I lost my needle. I'm searching a needle. Có một người phụ nữ thì vào gần nửa đêm thì bà ấy tìm kiếm bên ngoài căn nhà của mình một món đồ. Thì khi người khác hỏi bà đang tìm cái gì vậy thì bà ấy nói rằng tôi đang tìm cái kim ở trên đường. Then she said that I lost my needle. So I'm just searching mine. Bà ấy nói rằng tôi làm rơi cái kim của tôi trên đường rồi và bây giờ tôi đang đi tìm cái kim của tôi. Then one old gentleman came and asked that lady, "Where you lost the needle? Where you lost the needle?" Then the old lady told the gentleman, "I lost the needle in my house." Có một người. The old gentleman told her that if you lost the needle in your house, then why you are searching on the street? Thì có một người đàn ông hỏi bà ấy là bà làm rơi cái kim ở đâu vậy? Thì bà ấy trả lời rằng tôi làm rơi cái kim ở trong nhà tôi. Lúc đó ông kia mới hỏi lại thì tại sao bà làm rơi cái kim trong nhà mà lại đi ra đường để tìm cái kim? Then the old gentleman told her that if you lost the needle in your house, why you are searching the needle in the street? Then the old lady told that I cannot search in my house because my house there is no electricity, it's so dark. In the street there is a under the street light, I can see the road quite clearly, so I'm searching in here. Khi người đàn ông hỏi tại sao bà làm rơi kim trong nhà mà lại đi tìm kim ngoài đường, thì bà ấy trả lời rằng trong nhà tôi bây giờ mất điện rồi, tối quá tôi không thấy gì hết. Còn ở ngoài đường thì có đèn rất là sáng, tôi nhìn cái mặt đường rất là rõ cho nên tôi tìm ở ngoài đường. This is a very old joke. Đây là một cái chuyện vui rất là xa xưa rồi. In this old joke there is one interesting question. The gentleman asked the way you lost the needle. Trong cái mẫu chuyện vui này thì có một câu hỏi rất là thú vị, đó là ở chỗ người đàn ông hỏi là bà làm mất cái kim ở đâu. Same thing that we have to know the way you lost the happiness, where you lost the inner peace, it's inside the mind or outside. You have to search where you lost that. If you think that you lost the happiness, if you think that if you lost the inner peace from your mind, try to search that in the mind, not outside. Don't become like that old lady, losing the needle in the house and searching the needle outside of the house. Thì tương tự như thế thì chúng ta phải nhìn lại bản thân mình và đặt cho bản thân mình một câu hỏi là chúng ta đã đánh mất cái hạnh phúc an lạc nội tâm ở đâu? Chúng ta đánh mất hạnh phúc bên trong con người chúng ta hay là ở nơi ngoại cảnh, hay là ở bên ngoài? Nếu chúng ta đánh mất hạnh phúc bên trong thì chúng ta phải đi tìm hạnh phúc ở bên trong. Chúng ta đừng như cái người phụ nữ đó đánh mất cái kim ở trong nhà nhưng lại đi ra đường tìm cái kim.
Searching in the mind, what you have to do is the first, what will we do is to close your eyes and a few minutes, first you try to see inside, okay? Try to look inside. Try to search yourself. Try to search yourself. Try to search your mind. Searching is just, you have to do nothing. Just close your eyes and try to look yourself. Try to find yourself, okay? When you think that I am Mr. such and such, I am Miss such and such, but you're calling the I, just try to look yourself. Just try to look yourself. Just try to find yourself. Few minutes, okay? Quá trình tìm kiếm bên trong á, thì có nghĩa là chúng ta bắt đầu tìm kiếm bên trong con người mình bằng cách chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta cố tìm kiếm xem cái tôi của mình á, nó nằm ở đâu bên trong con người mình. Ví dụ như mình thường hay nói tôi là ông A hay là tôi là ông B, thì khi mình nói như vậy á, mình nói tôi là thì mình nên bắt đầu tìm kiếm bên trong bằng cách nhắm mắt lại và tìm xem cái chữ tôi đó nó nằm ở đâu bên trong con người mình. Sometimes we don't understand ourselves quite well. So that's why sometimes we make ourselves more unhappy. Because we are not understanding ourselves very rightly. Đôi lúc chúng ta không hiểu rõ chính bản thân mình. Và chúng ta chính vì không hiểu rõ bản thân mình nên chúng ta làm cho bản thân ngày càng đau khổ. Thì thông qua việc tìm kiếm cái tôi của mình thì chúng ta có thể hiểu rõ bản thân mình hơn. That's why once you cannot understand yourself, then you cannot understand others at all. Khi mà bạn chưa thể nào hiểu rõ chính mình thì bạn không thể nào hiểu được người khác. So that's why the Buddha said the one thing. Person like me can understand, recognize all other peoples very well. Not the non-Buddhas. Non-Buddhas cannot understand others very well. Chính vì vậy, Đức Phật đã nói rằng tôi đã có thể, những người như tôi có thể hiểu rõ người khác rất là tốt. Còn những người mà ngoài đạo Phật, ngoài đạo thì không thể nào hiểu rõ người khác. So yeah, so maybe I will leave for the 1 minute sessions for just searching for the self, okay? Và bây giờ tôi sẽ dành ra khoảng 1 phút để các bạn có thể thực tập cái quá trình tìm kiếm cái tôi của chính mình.
Okay. Richard. Yes, Rinpoche. Yeah. Okay. Thank you very much. And we will stop here today. Thank you very much. And this week you can just carry on the meditation. Just when you have a few minutes free, just try to look yourself, try to find yourself, try to search yourself. Tôi sẽ ngừng cái buổi hôm nay tại đây và tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì trong tuần này thì mỗi khi có thời gian rảnh được 1-2 phút thì các bạn có thể tiến hành cái quá trình tìm kiếm cái tôi của mình ở bên trong con người mình. So simple way, just try to find that the way does I exist. Nói một cách đơn giản thì bạn hãy cố gắng anh tìm hiểu xem cái tôi á nó tồn tại như thế nào bên trong con người mình. Yeah, so this is the okay. So this week maybe every few minutes in your free time, just try to search, try to find. Well, sometimes we look too much for outside. Sometimes we don't try to look inside. So as I told you before, the happiness we lost not in outside, we lost inside. We lost the happiness inside of our mind. We lost the peace inside. So try. So that's the way we lost. We try to find it from there where we lost. Và trong tuần này thì khi có thời gian rảnh thì chúng ta hãy nhìn vào bên trong để xem cái tôi của mình nó tồn tại như thế nào. Thì đôi khi chúng ta nhìn ra bên ngoài quá nhiều đi, thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng nhìn vào bên trong nhiều hơn. Như tôi đã vừa nói lúc nãy thì chúng ta phải nhìn vào cái nơi mà chúng ta đánh mất hạnh phúc. Nếu chúng ta đánh mất hạnh phúc ở bên trong á, thì chúng ta phải tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong con người mình. Okay. Thank you very much. So today we'll stop here. Thank you very much. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều và hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây.